Trung Cộng giấc mơ siêu cường quốc khi tài chánh sắp cạn. Để trở thành một siêu cường quốc thì cần phải có rất nhiều tiền. Trung Cộng là một quốc gia có vẻ đang lên ở rất nhiều khía cạnh, lại bị cho là không thể đủ tiền để trở thành siêu cường quốc toàn cầu qua các vấn đề về tài chánh đối với chính phủ Trung Cộng ngày càng lộ rõ. Theo The Foreign Policy, đăng ngày 6 tháng 7 năm 2020, nhìn từ xa thì các cuộc tấn công tất cả các mặt trận hiện tại của trung cộng mang lại sự kiện đáng ghi nhớ về một sức mạnh đang lên trên đường phát triển trung cộng đang đồng thời bắt đầu một cuộc giao tranh biên giới với ấn độ quân sự hóa biển đông trấn áp hồng kông gây sức ép với đài loan đối đầu với nhật bản trên các hòn đảo đang tranh chấp và dập tắt tình trạng bất ổn nội bộ trong khi chống lại sự bùng phát của coronavirus Đồng thời họ đang đầu tư hàng ngàn tỷ Mỹ Kim trong nỗ lực thống trị các kỹ nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, tinh học lưỡng tử và chất bán dẫn tân tiến, và sau đó là sáng kiến vành đai và con đường. Chương trình trị giá 1.000 tỷ Mỹ Kim xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cho một thế giới tập trung vào Trung Cộng. Vận hành một siêu cường quốc toàn cầu là một việc rất đắt đỏ. Mỹ nổi tiếng chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng so với 10 quốc gia tiếp theo cộng lại, nhưng vẫn tồn tại một ý kiến cho rằng quân đội của họ chưa được trang bị đầy đủ cho vai trò siêu cường quốc toàn cầu. Và một số chuyên gia cho rằng Mỹ sẽ mất lợi thế cạnh tranh nếu không đầu tư nhiều vào nghiên cứu, kỹ nghệ tân tiến, viện trợ nước ngoài, ngoại giao, liên hiệp quốc, năng lực sạch và dĩ nhiên, sự sẵn sàng đối phó với đại dịch. Đó là chỉ một vài trong số ưu tiên của Mỹ, danh sách đầy đủ dài hơn rất nhiều. Nhưng nếu Mỹ là một nước có nền kinh tế hơn 50% so với Trung Cộng và tổng sản phẩm quốc nội tức là GDP quân bình đầu người cao hơn 6 lần, còn không đủ khả năng duy trì vị thế siêu cường quốc toàn cầu thì làm sao Trung Cộng có thể đủ khả năng để trở thành một siêu cường quốc trên thế giới? bỏ qua sự thật rằng các đồng minh ngoại giao chính của trung cộng là bắc triều tiên campuchia và ethiopia bị bao vây bởi các quốc gia có vũ khí hạt nhân và có khả năng trở thành thù địch với nga và ấn độ rằng các công ty kỹ nghệ do nhà nước tài trợ của họ không tin tưởng ở các nước khác và rằng bắc kinh đã bị đổ lỗi vì đại dịch coronavirus lan rộng khắp thế giới làm sao một quốc gia tự mô tả là đang phát triển như là Trung Cộng có thể tài trợ cho một cuộc cạnh tranh siêu cường với Hoa Kỳ. Câu trả lời đơn giản là họ không thể. Ngay cả trước khi coronavirus tấn công, tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng đã chậm lại từ tốc độ hai con số vào đầu những năm 2000 xuống còn 6.1% và năm 2019. Nếu chúng ta tin vào số dữ liệu chính thức, con số này rất đáng ngờ nhất là bởi vì người đặt ra mục tiêu GDP hàng năm của Trung Cộng là Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Ninh Jinxi, cũng là người với tư cách là Giám đốc của Cục Thống kê Quốc gia chịu trách nhiệm đo lường GDP. Mô hình độc lập được Viện Brookings Hoa Kỳ công bố cho thấy là Trung Cộng trong lịch sử đã đánh giá quá cao mức tăng trưởng GDP, trung bình chỉ ở mức 1.7% mỗi năm. Trung cộng chính thức báo cáo doanh thu thuế xác nhận tăng trưởng chỉ 3.8% trong năm 2019 so với 6.2% trong năm 2018 và 7.4% trong năm 2017. Tuy nhiên, khi các phương tiện tài chính của Trung cộng đã bị hạn chế hơn, chi tiêu của nước này vẫn tiếp tục theo quỹ đạo cũ là hoang phí, tăng 8.1% trong năm 2019. Kết quả là một lỗ hổng ngày càng lớn trong ngân sách của chính phủ Trung Cộng. Với thâm hụt được báo cáo chính thức đạt 4.9% GDP vào năm 2019. Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra con số thật sự về sự thiếu hụt của chính phủ nước này là mức hơn 12% GDP. Và điều này là trước khi xảy ra dịch coronavirus trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế được cho là lành mạnh những con số đầy khó khăn đối với Trung Cộng, rất khó để có được. Nhưng có vẻ chính phủ Trung Cộng đã thu hẹp và cam kết chi tiêu ngay cả trước khi coronavirus tấn công. Chúng ta khó có thể biết điều đó từ các thông báo dự án được ca ngợi, như những cam kết tài trợ vành đai và con đường của Trung Cộng đã thật sự giảm kể từ năm 2017. Và ngay cả những con số giảm này cũng cho thấy thực tế về chi tiêu vành đai và con đường của Trung Cộng thậm chí còn ít hơn nữa. Các ngân hàng của Trung Cộng gần như biến mất khỏi danh sách nguồn tài chính vành đai và con đường. Trong khi đó thì các dự án đã bị gác lại, thu nhỏ lại hoặc là bị trì hoãn trên toàn châu Á. Các nhà phê bình phương Tây về vành đai và con đường có xu hướng diễn giải những vấn đề này theo một số mắc nợ mà các dự án gây ra ở các nước nhận tài trợ. Họ hiếm khi đề cập đến khoản nợ mà chính phủ Trung Cộng gây ra ngay trong nước. Vì vậy, khi truyền thông phương Tây đưa tin vào tháng 12 năm 2019 rằng Trung Cộng đang gây áp lực buộc Pakistan phải miễn cưỡng tiếp tục công việc trên hành lang kinh tế Trung Cộng Pakistan bị đình trệ. Họ đã không đề cập việc Trung Cộng không sẵn sàng viện trợ cho việc xây cất. Tương tự thì Trung Cộng muốn xây cất một hải cảng mới ở Myanmar nhưng họ không muốn trả tiền cho việc xây cất. Trung cộng đã ký thỏa thuận vận tải và chuyên chở với Nepal vào năm 2015 nhưng vẫn chưa xây cất được một dặm đường bộ hoặc là đường sắt nào tại quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya Lạp sơn này. Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở châu Phi và Đông châu. Trung cộng tiếp tục công bố các dự án lớn nhưng không sẵn sàng cung cấp đủ tiền để thực sự khởi công. Các phân tích từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho thấy, chi tiêu quốc phòng của Trung Cộng có thể thực sự giảm về thực tế vào năm 2020. Do Trung Cộng tăng tốc độ hoạt động quân sự trên một số biên giới, các hạn chế chi tiêu phải gây áp lực nghiêm trọng đối với ngân sách thâu mua. Không ai có thể bề ngoài cơ sở quốc phòng của Trung Cộng nhận thấy điều gì đang thực sự xảy ra. Nhưng bằng chứng gián tiếp cho thấy nhiều chương trình vũ khí tạo thành một chi phí lớn của Trung cộng đã bị chậm lại. Ví dụ, Trung cộng được cho là chỉ chế tạo được khoảng 50 chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 J20. Chương trình J20 dường như đang gặp vấn đề để phát triển nghiêm trọng, hạn chế sản xuất trong tương lai gần. Con số này so với kho của 195 chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F22 và 134 F35 của Mỹ với việc tiếp tục sản xuất hơn 100 chiếc F-35 ngay cả sau khi coronavirus bị trì hoãn. Tương tự thì Trung Cộng từng có kế hoạch phát triển 6 nhóm tấn công hàng không mẫu hạm kiểu Mỹ vào năm 2035. Ngoài việc chế tạo thẳng dư hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, Trung Cộng hiện rõ một số hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng thông thường, với chiếc thứ hai đang được chế tạo. Kế hoạch cho bốn chiếc hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đã bị trì hoãn vô thời hạn do những thách thức về kỹ thuật và chi phí cao. Trung Cộng cho biết là cuối cùng họ sẽ phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ năm để khai triển trên các hàng không mẫu hạm. Trong khi đó, các chiến đấu cơ tàng hình được tối ưu cho hàng không mẫu hạm F-35C của Hoa Kỳ đã được huấn luyện để bắt đầu trong năm nay chiến đấu với Ấn Độ bằng gậy và đá ở trên cao nguyên Lador có giá rẻ. Nhưng chuẩn bị đối đầu với Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương thật sự là một công việc rất tốn kém. Nó có khả năng chứng minh một sự xa xỉ rằng một loại virus chậm phát triển, một coronavirus mà Trung Cộng không thể mua được. Giống như một tay xã hội đen khi lóe một tờ giấy 100 Mỹ Kim, Trung Cộng thể hiện sự giàu có và sự sẵn sàng chi tiêu. Nhưng trong thực tế, con số dư ở ngân hàng bắc kinh không phù hợp với số chi tiêu của quốc gia